Tòa án tối cao Nhật Bản hôm 24 tháng 3 ra một phán quyết vô tội hiếm thấy, đảo ngược bản án đối với một phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc đã bỏ cặp song sinh chết lưu sau khi cô tự đỡ đẻ. Lê Thị Thùy Linh nhận 3 tháng tù treo vào tháng Giêng năm ngoái trong một vụ án được coi là ví dụ về những áp lực mà những phụ nữ tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật phải đối mặt. Một phát ngôn viên của tòa án nói với AFP rằng cô đã kháng cáo và được tha bổng hôm 24 tháng 3. Chương trình thực tập sinh kỹ năng của Nhật nhằm cung cấp cho người tham gia kinh nghiệm làm việc chuyên ngành để sử dụng khi về nước. Những phụ nữ tham gia chương trình cho biết phải đối mặt với áp lực không được mang thai và được thông báo có nguy cơ mất cơ hội thực tập nếu có thai. Linh đang làm việc tại một trang trại ở Kumamoto, miền Nam Nhật Bản thì phát hiện có thai vào tháng 7 năm 2020. Thoạt đầu, cô tìm cách phá thai và giấu việc mang thai cuối cùng cô đã sinh đôi hai bé trai chết lưu tại nhà và khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ vào ngày hôm sau cô đã bị báo với chính quyền